Trong số 35 xã phường thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, có nhiều xã vốn trước đây là một xã và có nhiều nét lịch sử văn hóa tương đồng. Vì vậy, việc sắp xếp đợt này không chỉ có nhiều thuận lợi mà còn bổ trợ nhau để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, xã Dạ Trạch và xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu trước đây là một xã mang tên xã Phạm Hồng Thái, xã Đồng Tiến, Hồng Tiến trước đây là xã Đồng Tiến. Xã Thành Công, Nhuế Dương trước đây là xã Nguyễn Huệ, xã Nhân La và Vũ Xá trước đây là xã Diên Hồng. Xã Thọ Vinh, Phú Thịnh trước đây là xã Phú Nham, xã Minh Phượng, Cương Chính trước đây là xã Cương Chính. Hai xã Minh Tiến và Tiên Tiến của huyện Phù Cừ trước đây là một xã mang tên Tiên Tiến. Phường Quang Trung và Lê Lợi vốn là phường Lê Lợi. Việc trở lại tên gọi xưa của các xã phường sẽ đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri đúng theo quy định tại Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2023.